Chào mừng các bạn đã quay lại kênh Đồ Xưa Phương Ngoại chúng em ạ. Hôm nay cơ sở Đồ Xưa Phương Ngoại chúng em xin giới thiệu đến các bạn đó là một số sản phẩm đồ gỗ mini hiện đang có tại cơ sở Đồ Xưa Phương Ngoại chúng em. Cơ sở em có địa chỉ tại Hải Minh, Hải Hậu và số điện thoại liên hệ đặt hàng 0967 và 38600 ạ. Và bác nào thấy hay sẽ đặt hãy cho cơ sở em một nút like cũng như một nút đăng ký kênh để kênh em ngày càng một phát triển và ra những video mới để giới thiệu đến các bác nhiều sản phẩm hơn nữa ạ. Vâng ạ, và clip đầu tiên em muốn giới thiệu đến các bác đó là một chiếc hộp chè ạ. Vâng, với chất liệu nào của cụ ạ? Miền Nam, miền Tây các bác có thể gọi là gỗ mật ạ. Vâng, với kích thước ạ. Chiều cao em đo là 23 cm ạ. Và đường kính ạ. Đường kính là 15,5 cm nha các bác. Các bác có thể tiến lại gần để xem chi tiết hơn. Vâng, với chiếc hộp chè này, cơ sở em đã còn tích là trúc năm thất hiền nha các bác. Các bác có thể thấy ạ. Và ở Singapore cực kỳ là già rồi nha các bác. Và đều được tứ diện theo hình quả trứng một tròn nha các bác. Và phần bên trên này ạ. Phần trên cơ sở hiện đã cần là một chữ thọ nha các bác. Kết hợp xung quanh đó là hoa lá tay ạ. Và phần bên trong này ạ. Các bác có thể để được cặp một cân chè đấy ạ. Vâng, với chiếc hộp chè này, cơ sở em cũng xin báo giá giao lưu với các bác có giá là 2.500.000. Em báo phí ship vận chuyển cho các bác ạ. Bác nào chưa xem rõ có thể kết bạn Zalo em qua số điện thoại 0967 338 600. Em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cụ thể hơn cho các bác ạ. Vâng ạ. Và tiếp theo ạ, em muốn giới thiệu đến các bác đó là một chiếc cháp hấp giác ạ. Vâng, với chất liệu là gỗ vụ ạ. Vâng, với kích thước chiều cao là 20 cm và đường kính là 30 cm ạ. Các bạn có thể tiến lại gần để xem chi tiết hơn phần nắp đây ạ. Cơ sở em đã cần tích là phúc lộc thọ nha các bác. Và đều được tứ diện theo hình lục giác nha các bác. Các bạn có thể để tương đương cây tùng đây. Và ba ông thọ đây ạ. Mỗi người một vẻ cực kỳ là sắc nét nha các bác. Và phần bên trong này. Độ đánh vét ni thì không chê vào đâu rồi. Cực kỳ là mát tay ạ. Và phần bên trong có chiếc cháp đây ạ. Được chia thành các ô. Các bác có thể để bánh kẹo ngày lễ ngày Tết thì cực kỳ là tiện rồi. Vâng, bác na chốt chiếc cháp này. Làm quà biếu bố mẹ thì cực kỳ là ý nghĩa rồi. Hay là để trưng lên bàn thì cực kỳ là sang trọng ạ. Em quay chi tiết cụ thể hơn cho các bác về chiếc cháp này ạ. Vâng, với chiếc cháp này cơ sở em cũng xin bà giá giao lưu với các bác có giá là 2.800.000 ạ. Và tiếp theo ạ, ở đây em có một chiếc ống điếu ạ. Vâng, với chất liệu là gỗ vụ ạ. Vâng, với kích thước ạ, chiều cao là 21 ạ. Và đường kính ạ, đường kính là 10 cm nha các bác. Các bác có thể tiến lại gần để xem chi tiết hơn. Vâng, với chiếc điếu này, cơ sở em đã cần tích là trúc mai xung vầy nha các bác. Cái trúc đây ạ, cây mai cực kỳ là đẹp và ý nghĩa nha các bác. Và xung quanh đây, cơ sở em đã gia cố bằng đồng, cực kỳ là chắc chắn đó. Vâng, với chiếc ống điếu này, cơ sở em cũng xin báo giá giao lưu với các bác, có giá là 2.800.000. Và tiếp theo ạ, ở đây em có một chiếc trò, trò cây hoa quả nha các bác. Vâng, với chất liệu nào cũng ạ. Vâng, với kích thước ạ, chiều cao là 39 cm ạ. Và đường kính ạ, đường kính là 28 cm, 30 cm nha các bác. Các bác có thể tiến lại gần để xem chi tiết hơn ạ. Vâng, với chiếc trò này, cơ sở em đã cần là mai hóa rồng nha các bác, cực kỳ là đẹp ạ. Và đều được cả 6 mặt như nhau ạ. Và chính giữa là cơ sở em đã cần những chữ thọ. Và chiếc trò này là hàng tháo rời nha các bác. Khi vận chuyển cơ sở em sẽ tháo rời để vận chuyển được an toàn hơn ạ. Vâng, với chiếc trò này cơ sở em cũng xin vào giá giao lưu với các bác có giá là 3.500.000. Và tiếp theo ạ, ở đây em có một chiếc khay xương ạ, xương vòi nha các bác. Vâng, với kích thước chiều cao
là 10 cm ạ, và chiều dài là 30 cm ạ, và chiều rộng nha các bác là 18 cm ạ. Các bác có thể tiến lại gần để xem chi tiết hơn. Các bác có thể thấy ạ, cơ sở em đã đục chạm là một đôi song long nha các bác, và đều được cần mặt trong cũng như mặt ngoài đều giống nhau nha các bác. Em quay chi tiết cụ thể hơn cho các bác để các bác chiêm ngắm về chiếc khay ngà voi này ạ, cực kỳ là đẹp nha các bác. Ở phần bên trong này ạ, được đục chạm kinh bóng hết nha các bác, rất là nổi bật ạ. Mặt dưới đây ạ. Còn với chiếc khay trà này, cơ sở thì em cũng xin báo giá ra mình với các bác có giá là 4 triệu ạ. Và tiếp theo ạ, ở đây em có một chiếc khay trà với chất liệu là gỗ vụ ạ. Vâng, với chiều cao ạ là 7,5 cm ạ, và chiều dài là 24 cm, chiều rộng chiều dài là 34 cm nha các bác, và chiều rộng là 24 cm ạ. Các bác có thể tiến lại gần để xem chi tiết hơn ạ. Vâng, các bác có thể thấy ở phần thành khay đây được cơ sở em đục chạm chuyển dắt hết nha các bác, theo nồi Huế nha các bác, cực kỳ là đẹp ạ, và được đục chạm bốn mặt như nhau ạ. Em qua chi tiết cụ thể hơn cho các bác ạ. Ở phần mặt trong này cực kỳ là lành tất nhiên là và đẹp nha các bác. Vâng, với chiếc khay trà này, cơ sở em cũng xin báo giá ra nước với các bác có giá là 800 ạ. Em bao phí ship vận chuyển cho các bác ạ. Và tiếp theo ạ, ở đây em có một chiếc khay trà bằng ốc xà cừ ạ. Vâng, với chất liệu là gỗ chắc ta, chắc đỏ đen nha các bác. Và có thể thấy chắc đỏ đen thì cực kỳ là có giá trị và quý hiếm đâu, là một trong những loại gỗ cực kỳ là nổi bật nha các bác. Vâng, với chiều cao ạ là 13 cm ạ, và độ dài ạ 42 cm ạ, và chiều sâu là 25 cm nha các bác. Khay này là khay đại nha các bác. Các bác có thể thấy phần thành khay đây, cơ sở thì em đã cân tích là nhị thập tứ hiếu nha các bác, và phần bên dưới đây là những đường dây linh chi rất là tơ tắp ạ, và đều được cân tứ diện nha các bác. Chân là chân xoắn ốc cực kỳ là eo ạ. Em quay chi tiết cụ thể hơn cho các bác về chiếc khay này ạ. Ở phần mặt trong này, cơ sở em đã cân làm một cảnh đồng quê nha các bác. Các bác có thể thấy ạ, từ người nông dân đi cảnh củi cây tùng, cũng như chú tiểu chăn trâu thổi sáo, những con thuyền đánh bắt cá cực kỳ là cảnh quê cực kỳ là đẹp rồi ạ, yên bình nha các bác. Và phần gỗ chắc đỏ đen thì cực kỳ là nổi bật rồi. Và phần bên dưới đây, mặt trước cũng như mặt sau nha các bác, hàng này rất là đẹp ạ. Vâng, với chiếc khay trà này, cơ sở em cũng xin báo giá ra nơi với các bác có giá là 4.500.000. Và tiếp theo ạ, ở đây em có một số tượng, bức tượng ạ, muốn giới thiệu đến các bác ạ. Vâng, ở đây em có một bức tượng đại gia Cát Lượng ạ, với chất liệu là gỗ hương ạ. Vâng, với chiều cao ạ, em đo là 60 cm ạ, và bản rộng là 20 cm ạ. Các bạn có thể tiến lại gần để xem chi tiết hơn. Các bạn có thể thấy ạ, từng đường khuôn mặt đây, tà áo tay, cụ cầm một chiếc quạt nha các bác, được cơ sở em độc chạm rất là sắc nét nha các bác. Cực kỳ là đẹp ạ, và nổi bật ạ. Và tà áo đây được cơ sở hiện được chạm là những chữ thọ nha các bác, cực kỳ là đẹp nha các bác, rất là nổi bật ạ. Vâng, với cụ gia Cát Lượng này, cơ sở hiện cũng xin báo giá giao lưu với các bác có giá là 2.500.000. Và tiếp theo ạ, ở đây em có một cụ xin nạc ạ. Vâng, với chất liệu là gỗ hương ạ, với kích thước chiều cao là 60
và bản rộng là 20. Các bạn có thể tiến lại gần để xem chi tiết hơn. Vòng cuộn dây nạc này, tay bưng một thỏi vàng với chữ tài lộc ạ. Các bạn có thể thấy ạ, cụ cười rất là hoan hỉ này các bác. Bác nào thỉnh cụ về nhà thì cực kỳ là có lộc nha các bác. Phần cụ thì không chê vào đâu được. Em quay phần mặt sau cho các bác được rõ nét hơn. Phần mặt sau đây ạ. Từng tà áo đứng trên thỏi vàng này, cực kỳ là đẹp và nổi bật nha các bác. Còn với cụ xin nạc này, cơ sở em cũng xin báo giá giao lưu với các bác có giá là 2.400.000. Em báo phí ship vận chuyển cho các bác ạ. Và tiếp theo ạ, ở đây em có một bức Phật Quan Âm ạ, với chất liệu là gỗ chắc đỏ đen ạ. Vâng, với bức Phật Quan Âm này cũng là sản phẩm cuối của clip ngày hôm nay em muốn giới thiệu đến các bác ạ. Vâng, với chiều cao là 58 cm ạ, và bản rộng là 37 cm và độ sâu là 10 cm ạ. Em không tính bực chân đế nha các bác. Vâng, các bác có thể tiến lại gần để xem chi tiết hơn ạ. Vâng, đài xe này trên này các bác có thể để trầm hương ạ. Và mẹ được bao bọc bằng một chiếc là sen cực kỳ là to nha các bác. Và có thể thấy ạ, từng đường khuôn mặt tà áo của mẹ được cơ sở hiện độc chạm rất là kinh bằng và sắc nét ạ. Đường trên một đại sen nha các bác. Và những vạch nước này cực kỳ là đẹp và nổi bật ạ. Tiếp theo em quay phần mặt sau cho các bác được rõ nét hơn. Phần mặt sau đây, mẹ được bao bọc bằng một chiếc là sen nha các bác. Vâng, với bức Phật Quan Âm này, cơ sở em cũng xin báo giá giao lưu với các bác có giá là 8.000.000 ạ. Vâng, bác nào chưa xem rõ có thể các bạn Zalo em qua số điện thoại 0967338600, em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cụ thể hơn cho các bác ạ. Vâng, em xin dừng video tại đây, hẹn các bác vào những video tiếp theo ạ.